Mỗi năm qua đi, chúng ta lại có dịp nhìn lại xem một năm qua đã làm được gì. Những hình ảnh từ những ngày đầu chập chững, đơn giản là bắt đầu từ sự đam mê, cứ lớn dần, lớn dần. Từ cố định một vài cửa hàng quen thuộc, nay chúng ta đã dần lớn mạnh dần. Chúng ta đã bắt tay với những đối tác lớn như GS25, FamilyMart, cung cấp 15 mặt hàng với 65.720 sản phẩm được tung ra thị trường. Và nay, chỉ trong vòng 4 tháng, mỗi ghẻ Texas đã mở rộng và có mặt tại khu food court trường đại học Hồng Bàng, tầng 6 Hùng Vương Plaza, khu food pavilion trường đại học OMIC và đặc biệt sự hợp tác chiến lược với đối tác Mini Stop với cửa hàng hợp tác đầu tiên 157 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5. Và cửa hàng thứ hai được nhanh chóng ra đời, 59 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Với những sản phẩm chất lượng, lần lượt được chúng ta trình làng bánh Ombre Choco, đẳng cấp trải nghiệm của các tín đồ ăn sô-cô-la, bánh mì healthy protein từ hạt lúa mạch nảy mầm ngâm sâu đâu, bốn loại bánh kem vị mặn dẫn đầu xu hướng trên thị trường hương kem vị mặn, kết hợp với những topping vô cùng mới lạ. Đằng sau của sự thành công là cả một thâm cung bí sử phía sau, và thâm cung của bốn ghẻ cái xác là đây. Các bạn ở đây được hướng dẫn tận tình, tay nghề được nâng cao, cho ra những sản phẩm đẹp. Quốc lễ Texas ngày càng thành công và phát triển. Quốc lễ Texas tạo điều kiện có một môi trường làm việc và chuyên nghiệp. Chúc quốc lễ Texas ngày càng thành công. Chúc quốc lễ Texas ngày càng phát triển rực rỡ. Mọi người ở đây rất thân thiện, luôn hỗ trợ nhau hết mình. Chúc quốc lễ Texas ngày càng phát triển. Điều kiện làm việc ở đây rất tốt. Các bạn học tập việc nhau tình muốn ngày càng phát triển. Chúc cho bốn người SS càng ngày càng thành công và có 4 giờ SS nhiệt huyết của các bạn yêu thương. Thật sự năm nay là một năm đầy khởi sắc của bốn ghẻ Texas Bakery. Mọi thành viên và tất cả các phòng ban đều phải rất là nỗ lực vất vả để cùng làm việc và để có được kết quả như ngày hôm nay. Và chúng ta đều ghi nhận tất cả các công sức của các anh chị, các đội, các team đã đoàn kết cùng nhau làm việc. Nhiệt huyết, yêu thương, sáng tạo, chuyên nghiệp, team marketing của bốn ghẻ Texas ngày càng phát triển. Nhiệt huyết, yêu thương, sáng tạo, chuyên nghiệp, bốn ghẻ Texas thành công lớn lao. Năm 2023 khép lại, cùng chào đón năm 2024 với sự nhiệt huyết, yêu thương, sáng tạo, chuyên nghiệp. We are a family.